được đọc là Tapers. Tapers. Đây là lệnh vòi, trong tiếng Anh được đọc là Tapers. Các bé xem đoạn video về lợn vòi nhé. Các bé xem hình tiếp theo các nhé. Bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là cá heo, trong tiếng Anh được đọc là dolphin. Dolphin. Đây là cá heo, trong tiếng Anh được đọc là dolphin. Đây là linh miêu, trong tiếng Anh được đọc là lynx. Đây là linh miêu, trong tiếng Anh được đọc là lynx. Các bé xem đoạn video về linh miêu nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là cá chép, trong tiếng Anh được đọc là carp. Đây là cá chép, trong tiếng Anh được đọc là carp. Các bé xem đoạn video về cá chép nhé. Các bé có biết đây là các gì bé không? Xem hình thử tiếp nói theo tên nhé. Xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là bọ ngựa, trong tiếng Anh được đọc là mantis. Mantis.
Đây là bọ ngựa, trong tiếng Anh được đọc là mantis. Các bé xem đoạn video về bọ ngựa. Yes, predator with hair trigger reactions. Các bé xem hình tiếp theo các nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là chim cốc, trong tiếng Anh được đọc là cormorant. Cormorant. Đây là chim cốc, trong tiếng Anh được đọc là cormorant. Xem đoạn video về chim cốc nhé. Các bé xem hình tiếp theo các nhé. Bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là chim trĩ, trong tiếng Anh được đọc là pheasant. Pheasant. Đây là chim trĩ, trong tiếng Anh được đọc là pheasant. Các bé xem đoạn video về chim trĩ nhé. Các bé xem hình tiếp theo các nhé. Bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Almonds. Đây là quả hạnh, trong tiếng Anh được đọc là almonds. Các bé xem đoạn video về quả hạnh nhé. Các bé xem hình tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là con khỉ, trong tiếng Anh được đọc là monkey.
Monkey. Đây là con khỉ, trong tiếng Anh được đọc. Các bé xem đoạn video về con khỉ nhé. Các bé xem hình tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là chim sáo, trong tiếng Anh được đọc là Starling. Các bé xem hình tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là tuần lộc, trong tiếng Anh được đọc là reindeer. Reindeer. Đây là tuần lộc, trong tiếng Anh được đọc là reindeer. Các bé xem hình tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là trái khế, trong tiếng Anh được đọc là star fruit. Star fruit. Đây là trái khế, trong tiếng Anh được đọc là star fruit. Các bé xem hình tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là tuần lộc, trong tiếng Anh được đọc là reindeer. Reindeer.
trong tiếng Anh được đọc là reindeer. Các bé xem đoạn video về tuần lộc nhé. Các bé xem hình tiếp theo các nhé. Bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là chim sẻ, trong tiếng Anh được đọc là sparrow. Sparrow. Đây là chim sẻ, trong tiếng Anh được đọc là sparrow. Các bé xem đoạn video về chim sẻ nhé. Các bé xem hình tiếp theo các nhé. Bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là chim sẻ, trong tiếng Anh được đọc là sparrow. Sparrow. Đây là chim sẻ, trong tiếng Anh được đọc là sparrow. Các bé xem hình tiếp theo nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Các bé có biết đây là gì không? Thử nói tên xem nhé. Đây là lạc đà, trong tiếng Anh được đọc là camel. Camel. Đây là lạc đà, trong tiếng Anh được đọc là camel. Các bé xem đoạn video về lạc đà nhé.